Chào các bạn nha, Happy Gamer đây. Chào mừng các bạn đến với ngày thứ 8 trong cái thế giới vua trái cây nha. Ý của mình là King Legacy các bạn ơi. Đã rất lâu rồi chúng ta mới gặp lại thằng em nghĩa của mình. Và thằng em của mình hôm nay á lại có thêm một cái món đồ chơi mới để cho mình trải nghiệm nữa rồi. Không biết là loại trái cây gì đây. Đâu em cho anh xem thử nào. Đây đây anh. Dâu, cái này là cái gì vậy? Đây là một loại trái cây mà sao nhìn nó giống đồ chơi Lego quá vậy? Trái này tên là Toy hả? Đúng rồi anh. Là đồ chơi các bạn ơi. Ủa, trong thế giới One Piece của thằng nào sử dụng sức mạnh này hả ta? Không anh. Ủa không có luôn hả? Ủa gì này, đúng là đồ chơi thiệt rồi các bạn ơi. Không biết là sức mạnh của nó như thế nào nữa. Quá hay luôn, hôm nay mình đã có cơ hội trải nghiệm một thứ thú vị nữa rồi các bạn ơi. Đâu cho anh xin nha. Anh sẽ cho em trái bóng tối. Sao trái này nó có màu đỏ vậy, là nó là thuộc dạng Mythic hả? Không anh, Legend đó anh. Legend thôi hả chứ chưa phải Mythic hả? Có Mythic đâu, là màu vàng đúng không ta? Nói chung là hôm nay chúng ta sẽ đến với trái đồ chơi các bạn ơi, để xem coi sức mạnh của nó là gì nha. Let's go. Và chắc chắn rồi, trong cái thế giới One Piece là không có ai có sức mạnh này đâu các bạn ạ. À. Chỉ có thế giới vua trái cây mới có thôi. Yo, đâu rồi, sức mạnh chúng ta là cái gì đây? Chúng ta có 5 kỹ năng các bạn ạ. À. Ủa nhưng mà cái mastery của mình đâu hết rồi ta? Không biết từ khi nào mà nó đã bị reset lại chỉ số các bạn ơi. Chúng ta cần phải nâng lại từ đầu. Chỉ số trái cây bây giờ hiện tại của nó là 4.500 đúng không ta? Rồi mình sẽ cho 3.000 điểm vô sức khỏe và còn 1.000 điểm mình sẽ để dành nha. Mình sẽ cho 400 điểm vô vũ khí. Ủa, phải vũ khí không ta, hay là gươm các bạn ơi. Rồi còn lại mình sẽ cho vô võ công của mình. Let's go. Còn lại sẽ cho vô sức khỏe hết. Rồi xong, bây giờ thì chúng ta sẽ kiểm tra coi sức mạnh của trái cây đồ chơi là cái gì nha. Hiện tại thì chúng ta đã đạt được cấp 2800 rồi các bạn ạ. Và hành trình của mình hôm nay chắc vẫn sẽ là đi farm cấp thôi. Theo mình được biết là thế giới này cấp độ cuối cùng của nó là 4.000. Đúng, 4.400 anh ạ. 4.400 các bạn ạ, mà bây giờ mình chỉ mới có 2800 thôi, quá là thấp bé luôn. Ok, let's go, hành trình farm cấp tiếp tục nào. Đi đâu bây giờ? Bên đây anh. Mình đã trở về cái nhà tù rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nhận nhiệm vụ của hàng quỷ này. Và chúng ta sẽ đánh bại ai nhỉ? Không biết nữa. Chúng ta sẽ nhận nhiệm vụ tiêu diệt một anh Bin. Anh Bin là anh nào đâu? Không thấy. Sao anh này sao nhìn giống Usopp á vậy? Không lì xét. Chúng ta sẽ đánh Usopp hả? Oh my god. Thôi được rồi, để xem coi kỹ năng của tiên là gì. Hình phạt của người giám hộ hả? Dâu. Mình chịu hồi ra một chú lính chì hay gì nè các bạn ơi, và bắn các bạn ạ. Bắn ra những viên đạn. Oh shit, sao anh Usopp biến thành con khủng long rồi? Kỹ năng số 2 sẽ là gì đây? Địa ngục chính không. Let's go. À, chúng ta sẽ tung kỹ năng đúng không? Ôi, ôi. Cái gì nè các bạn ơi? Những thiên thạch từ trên trời rơi xuống hay sao ấy các bạn ạ? Chắc là vậy, mình nhìn chưa có rõ nữa. Thôi chúng ta sẽ tiếp tục đến với kỹ năng C, kỹ năng bất ngờ chiến thuật. Let's go. Yo. Ôi, ôi, cái gì đây? Cái gì? Mình chịu hồi ra một đảng băng các bạn ạ. Một cái gai băng rất là khổng lồ luôn. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục đến với chiêu V. À, chiêu xuống. Ủa, con khủng long mất tiêu các bạn ơi. Em của mình nó đã tiêu diệt nó mất tiêu rồi. Không sao, chúng ta sẽ chịu hồi nó lại một lần nữa. Let's go. Đó, anh Bin hồi sinh nhắc lại các bạn ạ. Kỹ năng số 4 là kỹ năng tàn phá trên không các bạn ơi. Không biết là cái gì đây. Ui, cái gì, cái gì? Yo. Mình chịu hồi ra được những... Này là cái gì đây? Mình cũng không biết nữa. Pháo bay hả? Let's go. Gây ra 7.000 đam các bạn ơi. Hình như cái chiêu này không phải để đánh nhau đâu, mà chiêu dùng để di chuyển, nhưng mà nó còn gây ra đam nữa, cũng khá là hay các bạn ạ. À, chúng ta sẽ đến với chiêu cuối cùng nha. Tiếng gumball cổ đại, nhưng mà nút nó là nút nào vậy? Nút bơi đấy. Ở khoảng nút bơi hay sao? Ủa, nút bơi. Ủa nó là nút bơi hả? Nó là nút nút E các bạn ạ. Yo, mình biến hình các bạn ơi, mình biến hình con khủng long là sao? Một con khủng long đồ chơi các bạn ạ. Và chúng ta có khả năng click chuột luôn. Oh shit, quá hay luôn á chứ. Nhưng mà mình bị dính sát thương của con Usopp rồi, của con khủng long cổ dài các bạn ạ. Ây da, mình đang phải chịu quá nhiều sát thương. Oh my god. Khi mà biến hình thì chắc là những kỹ năng còn lại của mình sẽ được cường hóa hay sao ấy các bạn ơi. Để mình kiểm tra nha. Chúng ta sẽ dùng lại kỹ năng Z, ngọn lửa khải nguyên. Let's go, phun lửa các bạn ạ. Ý mình là khạc lửa, nó sẽ giống khủng long đồ chơi hơn. Gây ra 12.000 đam thôi sao. Tiếp tục là siêu ít nha. Cái này là gì đây? Siêu ít. Ui, những thiên thạch rơi xuống kìa. Nó không phải là thiên thạch các bạn ơi, nó là những món quà. Oh my, hình như là chỉ có kia cái trái này là có 5 kỹ năng hay sao ta, chứ mình thường nhớ là nó có 4 mà, phải không nghĩa? Vậy có mấy trái kiểu loại common hay là uncommon không anh? Đó là, hay là những cái trái xịn sò sau này nó đều có 5 chiêu hết đúng không? Yeah, maybe. Mà sao chiêu của nó nằm cái chữ E vậy? Bỏ thì cái trái thôi được rồi, chúng ta sẽ tiếp tục biến thành khủng long đồ chơi và sử dụng những kỹ năng còn lại nha. Nãy còn chiêu C chưa có dùng nè. Chiêu C, ngạc nhiên. Ngạc nhiên dữ chưa? Ok, để xem coi nhả cái chiêu C ra sẽ chuyện gì xảy ra đây. Let's go. Yo, vẫn là cái chiêu hồi nãy các bạn ơi. Chiêu hồi một cái cột băng. Holy shit, sờ tuôn kẻ thù. Gây ra 10.000 đam rồi, hơi yếu. Tiếp tục là chiêu cuối cùng nha. Chiêu V, chế độ hủy diệt là cái gì vậy? Để xem coi. À, nó là chiêu di chuyển các bạn ạ. Gây ra rất ít sát thương, tại vì nó là chiêu để dành di chuyển thôi, chứ không phải để đánh nhau đâu các bạn ơi. Ơ, khi mà nó nhả ra, nó cắn đối thủ xong rồi nó dậm xuống nè. Gây ra một lượng sát thương cũng khá là đáng kể đó chứ. Khá là hay các bạn ơi. Ok, chúng ta sẽ khạc lửa. Let's go. Nó là sát thương đốt các bạn ạ. À, đốt lên tới tặng gần 15.000 đam. Quá là mạnh luôn á chứ. Ok, nhả ra. Cắn nè.
giảm một phát 9.000 đam các bạn ạ. So với chiêu khạc lửa thì không bằng lắm, nhưng mà nó khá hay để mà tiếp cận đối thủ. Siêu C bất ngờ. Ok, stun lại rồi chúng ta sẽ lao vô cắn đúng không? Mình nghĩ ủa nó có stun không vậy ta, sao nó vẫn di chuyển được vậy? Chiêu ít, let's go. Qua wow, từ trên trời rơi xuống, qua wow, ông già Noel. Đó, gây ra 14.000 đam. Chiêu Z với chiêu X là cũng khá ngang nhau các bạn ơi. Thế là chúng ta đã trải nghiệm được hết sức mạnh của trái đồ chơi các bạn ạ. À, ai sở hữu thì mình cũng không có biết nữa. Chắc là trái này chỉ để cho vui thôi, chỉ có cái thế giới vui trái cây mới tồn tại thôi các bạn ơi. Thế rồi chúng ta hãy biết là làm người nào và tiếp tục hành trình farm cấp nha. Farm đến cấp mấy chúng ta mới thức tỉnh được những trái ác quỷ vậy hả nghĩa? Cấp mấy chả được. Ủa cấp mấy cũng thức tỉnh được hết hả? Ấy da, hay là trong những ngày tiếp theo mình nên thử thức tỉnh một trái gì đó cho xem coi nó có thú vị không nha các bạn. Đó. Chuyện họ đồ chơi súng, let's go, phát nổ 11 đám. Chiêu ít đó. Ôi ôi, chiêu xây bụp 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 bánh xác à, khỏe luôn các bạn ơi. Mình thấy là dạng người mình sẽ hấp dẫn hơn á, nếu mà biến thành đồ, biến khủng long đồ chơi mình thấy nó cồng kềnh quá các bạn ơi, chơi không có vui lắm đâu. Đâu anh cửa trên con khủng long mà. Ủa gì hả, biến lên. À, đúng rồi các bạn ơi, chúng ta cưỡi lên lưng con khủng long đồ chơi chứ không phải là biến thành con khủng long đồ chơi nha. Vậy là nãy giờ mình nhìn nhầm rồi các bạn ạ. À. Let's go, khạc lửa. Đồ chơi, rơi xuống. Wow, rồi chiêu C, bất ngờ. Đó, rồi hết chiêu rồi, chúng ta sẽ dùng chiêu V, lao lới, cắn đối thủ. Mạnh xác, sao mà chịu nổi sức mạnh của đồ chơi hả các bạn. Mình không biết con này combo sao luôn á, mình thấy là nó có phù hợp để đi farm ta. Có rồi anh. Tâm diện rộng. Trái này mà sử dụng để đi farm cũng khá là hiệu quả các bạn ơi. Được rồi, mình đã nghiên cứu hết sức mạnh của trái đồ chơi các bạn ơi. Chắc để đúc hành trình farm cấp thôi. Let's go. Chúng ta còn phải tặng 200 cấp nữa. Hôm nay là một ngày khá dài với mình các bạn ha. Let's go, bệnh xác. Sau một khoảng thời gian mình farm level thì mình phát hiện ra là cái món đồ chơi này còn một cái thứ khá thú vị nữa các bạn ơi. Là kỹ năng click, để mình click cho các bạn xem nha. Let's go. Đó, nó sẽ triệu hồi ra được những cái quả tên lửa đồ chơi và bắn vào đối thủ. Let's go, bắn sát luôn, cũng khá là khỏe các bạn ơi. Trái này là một trong những loại trái có thể giúp chúng ta sở hữu được kỹ năng nhấp chuột các bạn ơi. Quá đã luôn. Không biết là còn trái nào sở hữu kỹ năng click không nữa. Hy vọng mình sẽ được trải nghiệm nó trong tương lai các bạn ạ. À. Click chuột, click chuột, click chuột thôi. Let's go, let's go. Phóng tên lửa, phóng tên lửa, phóng tên lửa. Bắn sát, bắn sát. Let's go. Mình đã đạt được thêm được 50 level nữa rồi. Tiếp tục nào. Go. Hình như mình đủ level đó nè. Mình đủ level để có thể đánh bại được những con boss khác rồi hả? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi đi thôi, let's go. Kẻ nào? Phóng tên lửa. Wow. Ở đánh bằng này hả? Ui, cái gì? Kia phóng tên lửa mà anh có thể lôi nó theo mình luôn nè. Quá hay luôn. Phóng lửa, phóng lửa, phóng lửa. Ở đâu bắn súng nè, bắn súng nè. Phát cuối. Bánh xác. Ở bắn chưa à? Bất ngờ nè. À, chịu hồi ra những quả bóng bay các bạn ơi. Quá hay nhưng mà chưa nhận nhiệm vụ nữa. Cái gương gì đây? Nó là cái gì đây? Dâu, mình mở được cái gương gì nè các bạn ơi. Cái gương của địa ngục. Được 10.000 xu. Let's go. Một món quà quá ý nghĩa. Cấp độ là 2850. Rồi, Messi là thằng nào? Ủa, thằng gái hả? Ơ, xin lỗi. Mình không có biết được giới tính của người ta các bạn ơi. Mình thấy mình vô duyên quá. Được rồi, chúng ta sẽ đánh bại. Bắn. Rồi, chịu hồi tên lửa. Ý ấn này là gì? Mình không biết nữa. Nói chung là một cơn mưa địa ngục trên trời rơi xuống các bạn ạ. À. Oh shit, chị Messi biến hình các bạn ạ. À. Biến hình hả? Mình hơi bị đáng sợ rồi đó. Không sao hết, mình cũng có thể biến hình mà. Let's go. Xem con khủng long đồ chơi đây, khạc lửa. Bụp 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 bụp. Nằm xuống. Chị Messi làm sao mà chịu được sức mạnh của khủng long đồ chơi? Tiếp tục hành trình farm cấp nào. Khạc lửa nè. Món quà bất ngờ. Rồi, click chuột, cắn cắn cắn. Ôi, tính ra anh khủng long cũng có click chuột nè. Cao cao rồi, khạc các bạn ơi. Rồi, để xem coi khả năng của khủng long đồ chơi như thế nào đây. Cao, cao, khạc. 9.000 đam các bạn ơi. Có hai lần cào và lần cuối sẽ là khạc một phát. Gây ra 9.000 đam. Cũng khá là mạnh các bạn ơi. Nhưng mà chiêu mạnh nhất vẫn là chiêu khạc lửa. Gây ra 12.500. Ơ, 15.000 chứ. Sau một khoảng thời gian thì thế giới vua trái cây làm lại đồ họa xem khá là đẹp mắt các bạn ơi. Rồi, khục lửa. Let's go. Ủa trời trời, chị Messi kêu khí ghê vậy. Món quà bất ngờ, let's go. Yo, anh cấp 2899 đây nè. Như vậy là chúng ta sắp nói lời tạm biệt với chị Messi rồi các bạn ơi. Đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta đánh bại chị ấy. Biến hình. À lộn. Biến hình. Khủng long đồ chơi, khạc lửa. À, chịu hồi quà trên trời rơi xuống các bạn ơi, rất là giống thiên thạch luôn. Cũng khá khỏe, 12.000 đam. Chiêu C, bất ngờ. Let's go, kỹ năng của đồ chơi hồi rất nhanh các bạn ơi, spam được nha.
chứ ít. Đó, bánh xác. Chạy Menzi làm sao mà đánh bại được khủng long đồ chơi. Ok, tiếp tục chúng ta sẽ đánh nhau với ai đây? Becha các bạn ạ. Cấp độ là 2900. Let's go. Đâu Becha nằm đâu? Yo, Becha nằm phía bên này các bạn ơi. Mình sẽ chịu hồi tên lửa bắn ở bên đó nha. Đó, mình bay đi đâu là mình sẽ lôi Becha đi theo đó luôn các bạn ơi. Quá đã. Let's go. Phát nổ. Rồi, bắn súng. Khi mà bắn súng thì kẻ thù sẽ bị stun các bạn ơi. Thế mà mình tưởng cái chi bất ngờ mới là chi stun. Rồi stun lại. Đó, triệu hồi cái cục băng. Rồi chú ít. Ôi ôi, đang bắn súng mà chị Becha quay ra sau lưng chặt mình chứ. Hí ghê thiệt. Chị Becha cho chúng ta được 4 cấp độ luôn, quá nhiều. Đó, bắn súng là chị này đứng đơ luôn nè các bạn. Hay thiệt chứ. Phát nổ. Rồi, tiến thịt ghê xuống. Rồi tiếp tục sẽ là bất ngờ. Let's go. Ôi, bất ngờ cũng là stun luôn các bạn ơi. Chỉ cần 3 kỹ năng của mình thôi, với em nghĩa tiếp mình nữa là có thể kích liễu được Becha rồi. Khá là nhanh. Rồi, bất ngờ sờ tuôn lại. Bắn súng, tiếp tục là thiên thạch rơi xuống. Mũi thiên thạch. Thật ra đấy không phải là thiên thạch đâu anh ạ. Ủa chứ nó là cái gì vậy? Tên là nếu mà anh xài skill đó thì anh nhìn cho anh sẽ thấy mấy cái máy bay. Ờ đúng rồi, nó chỉ hồi cho máy bay đồ chơi. Thả bơm hay sao ấy các bạn ơi, chứ nó không phải là thiên thạch đâu. Giờ nhìn kỹ lại mới đúng. Let's go, bắn súng nè. Bánh xác. Chỉ cần 2 chiêu thôi là đủ đam để có thể lấy được kinh nghiệm rồi, khá là khỏe các bạn ơi. Rồi tiếp tục triệu hồi máy bay đầu trên nha. Thả thiên thạch rơi xuống nè. Đó, các bạn thấy máy bay bay ngang qua không? Tiếp tục bắn súng nè. Trời, nghe bắn bay ra xa, bắn súng không tới luôn. Let's go. Bất ngờ. Đó, triệu hồi tảng băng stun đối thủ, quá đã. Ôi, chị Becha ám sát mình hả? Holy shit, ghê vậy. Máy bay thả bom. Bệnh xác. Tên lửa, let's go. Quá nhanh luôn, chúng ta đã được 2946 rồi các bạn ơi. Có khi lần này là lần cuối cùng đó. Xem coi có đúng hay không nha, bắn súng. Ok, món quà bất ngờ nè. Máy bay trực thăng. Let's go. Pháo hoa, let's go. 2951 luôn các bạn ạ. Dư được tặng một cấp luôn. Ok, chúng ta đã đạt được cấp độ có thể đánh được một kẻ thù mới rồi. Kẻ thù mới nằm ở đâu? Bên đây nè anh, mình đi đánh một con cấp 3. Cấp 3, nghe hấp dẫn á. Đây, nó nằm bên đây. À, mình đã thấy cấp 3 các bạn ơi. Có ngoài này hả? Đúng rồi anh. Ok, hãy cùng nhau đánh bại anh cấp 3 nào. Khác lửa. Đâu bên kia vậy anh? Bên kia rồi. Ủa, không phải anh này hả? Thôi được rồi, để anh thử đánh 1-1 với cấp 3 xem coi. Nó là quái vật, nó không có giới tính các bạn ơi. Ok, chúng ta cần phải tiêu diệt nó rồi. Để xem coi là khủng long đồ chơi đánh bại được cấp 3 hay không. Let's go. Khạc lửa. Vậy xem vô nhúng tay vô vậy em. Để anh solo với nó chứ. Ok, không sao. Anh nhìn lộn á, chứ không phải em đâu. Ủa gì, bộ phải không? Hình như mình nhìn lộn thiệt các bạn ơi. Thôi được rồi, chúng ta sẽ làm lại nha. Để cho anh này banh sát cái đi. Nghĩa tiêu diệt nó. Ok, lần này đừng có nhìn lộn đó nha, chúng ta sẽ nhìn kỹ hơn các bạn ơi. Rồi, nghe tránh xa xíu nha em. Không mà anh nhìn lộn rồi đó. Rồi, khạc lửa. Đó, khạc lửa cũng bị stun đó hả, giờ mới biết luôn. Tiếp tục là món quà bất ngờ. Let's go. Còn gì nữa không ta? À, còn chiêu cưỡi ngựa nữa. Cắn. Đó, dậm xuống. Và tất cả kỹ năng của mình gây ra chỉ có nửa cây máu của cấp 3 thôi các bạn ơi. Khạc lửa. Máy bay đồ chơi. Món quà bất ngờ. Cuối cùng là... Ủa, chưa hồi hả? Cắn. Chưa hồi nữa. Sao không cắn? À đây rồi, cắn nè các bạn ơi. Rồi không trúng luôn, quá đã. Cạt lửa. Trời ơi, dùng rất nhiều kỹ năng mới đánh bại được cấp 3 nha. So với trái thương đờ hình như là yếu hơn xíu hay sao ấy các bạn ơi. Mình nhớ thương đờ dài có mấy cái là banh xác à. Ờ ha, phải cũng đúng. Đây mấy con boss trước đây mình đánh nó yếu hơn mấy con boss hiện tại. Mấy boss hiện tại cấp 3000 lần các bạn ạ. À, bởi vì nó mạnh mẽ hơn. Được rồi, tiếp tục nào. Hành trình của chúng ta đánh bại cấp 3 cần hỗ trợ thôi chứ. Let's go, cạt lửa. Máy bay trực thăng. Món quà bất ngờ, let's go. Chỉ cần 3 chiêu là đủ, nếu mà có hỗ trợ các bạn ơi, quá đã luôn. Nghĩa làm nó nghĩa. Thả bom, bệnh xác. Trời ơi, cấp độ của mình đang nhảy rất nhanh các bạn ơi. Với cái tiến trình này thì mình sẽ lên cấp full nhanh mà thôi đúng không nè. Máy bay thả bom, let's go. 2981 rồi, chỉ 219 nữa, 19 cấp nữa là đủ. À, tới cuối em sẽ cho anh một bí mật. Bí mật, holy shit. Thôi chúng ta cần phải tăng tốc thôi. Máy bay thả bom, let's go. Chúng ta sẽ kết thúc anh cấp 3 thêm 2 lần nữa là chúng ta sẽ đạt được cấp độ 290 các bạn ạ. Máy bay thả bom. Mạnh xác. 2998 rồi các bạn ơi. Như vậy đây sẽ là lần cuối cùng chuẩn bị nói là làm biệt với anh cấp 3 được rồi các bạn ạ. Rồi, món quà bất ngờ. Rồi, máy bay thả bom.
Let's go. Bụp. Ow, không đủ đam rồi. Bánh xét. Quá khỏe luôn các bạn ơi. Theo như mình thấy là khả năng của trái đồ chơi khá là hay, tại vì nó có khá nhiều kỹ năng stun các bạn ơi. Bắn súng cũng stun, mà món quà bất ngờ cũng stun nữa, mà thậm chí là biến hình khủng long đồ chơi cũng stun nữa. Stun bằng cách nào ha? Để mình biểu diễn nè. Let's go. Tiến lên cắn rồi cạp. Đó, này còn không chịu stun chứ còn gì nữa trời. Khạc lửa nè, stun nè, món bất ngờ stun nè. Chỉ có máy bay thả bom là không có stun thôi. Đó, cào cạc. Phun lửa. Như vậy là chúng ta đã đạt được cấp độ 3000 rồi, đúng như ngày hôm nay chúng ta đã đặt ra. Và món quà ý nghĩa, ý mình là món quà bất ngờ của bạn Nghĩa nói là gì ta? Đó là Siba hả? Siba? Siba là biển ba hả? Đúng rồi anh, biển ba đấy. Hả, à, dây mua trái cây của biển ba sao? Thế làm sao để anh có thể qua bên đó được nhỉ? Cái đó hồi sau sẽ rõ anh à. Hồi sau là cấp mấy gì trời, tôi cũng không biết nữa. Nói chung theo thông tin mình được biết từ em của mình là chúng ta đã có biển ba của thế giới mua trái cây rồi, nhưng mà không biết hành trình của mình còn bao xa nữa mà mới có thể đến được cái biển ba đó các bạn ơi. Thôi được rồi, mình sẽ dừng cái ngày hôm nay ở đây thôi các bạn ơi. Nếu như bạn thích cái thế giới mua trái cây này của mình và muốn xem thêm thì đừng quên là giúp cho mình một like để cho mình có động lực nha. Bấm đăng ký kênh và bấm một cái chuông kế bên nữa thì các bạn mới nhận được thông báo khi mình ra video mới mỗi ngày lúc 6 giờ chiều. Còn bây giờ thì chúc các bạn có buổi tối tốt lành. Bye bye.